qua đến tăng chi bộ kinh à, có lần ấy bà quý sa kha đến hội đức thế tôn bà đức thế tôn tại sao có người phụ nữ ừ, thì xấu mà lại có người phụ nữ đẹp có người phụ nữ cao sang mà lại có người phụ nữ thấp hèn có người phụ nữ giàu có rồi lại có người phụ nữ nghèo khổ có người phụ nữ khỏe mạnh nhưng cũng có người phụ nữ nhiều bệnh. Tại sao như vậy? Và Đức Thế Tôn trả lời. Đó. Người phụ nữ nào mà sống nhiều bằng cái lòng sân hận sự bất mãn thì người phụ nữ đó sẽ là người phụ nữ xấu. Họ gieo cái nhân đời sau sanh ra sẽ là người phụ nữ xấu. Còn người phụ nữ nào mà ít nóng giận tức là không có sự nóng giận nha và thương hết mọi người như là thương con của mình đối xử với mọi người một cách hòa ái dễ gần không có lòng nóng giận không có lòng bất mãn thì người phụ nữ đó đời sau sinh ra sẽ là người phụ nữ đẹp tức là bây giờ đó uh, sư biết là có một cái ngành công nghiệp mà đem lại cả tỷ đô la tức là ngành công nghiệp làm đẹp và phụ nữ sẵn sàng tiêm chất độc vào người làm đầy da sư nghĩ là quý vị biết cái thứ đó, đó nó chỉ cần mà nó rò rỉ ra một tí xíu thôi như là 0,01mg thôi nha là nó đủ giết chết một con voi mà mình chơi mình tiêm cái đó vào người để làm đẹp thôi rồi rất là nhiều những cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp mà mình người phụ nữ họ phải hy sinh sức khỏe hy sinh tuổi thọ chưa kể là tiền bạc Đây. ai cũng muốn đẹp hết tại vì cái đẹp nó đem đến cho người phụ nữ tự tin đem đến cho người phụ nữ cái địa vị mà họ mong muốn và đương nhiên có khi đem đến cái sự giàu sang cho người phụ nữ nữa cho nên cái sắc đẹp là sức mạnh của người phụ nữ sắc đẹp là sức mạnh của người phụ nữ nó ai cũng muốn đẹp ai muốn xấu đâu Người ta có câu là phụ nữ xấu thì không có quà. Đấy. Mà thay vì đó, xin nói thay vì mình bỏ một đống tiền như vậy đó. Nhớ dùm sư một câu thần chú thôi. Nhớ một sư một câu thần chú thôi. Giận là xấu. Cứ niệm liên tục câu đó, thay vì cứ niệm Nam mô này Nam mô kia thì cứ niệm câu giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Nhiều khi thấy ông chồng ông nhức mắt quá, niệm giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu nha. đi ra ngoài thấy cái chuyện này chuyện kia mình khó chịu cứ niệm giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Mình thà bỏ cả bạc tỷ ra để mình tân trang sắc đẹp mà không chịu làm cái chuyện này. Tức là tân trang sắc đẹp từ bên trong, từ cái gốc rễ. Bây giờ người ta có cái gọi là tim collagen, gọi là cái tế bào gốc để nó đẹp người phụ nữ đẹp từ góc đẹp ra nhưng mà họ không biết một chuyện chỉ cần mà mình kiểm soát được cơn nóng giận của mình thôi nha kiểm soát được cơn nóng giận của mình thôi và mình nhìn ai cũng bằng tâm từ hết nhìn ai cũng thương hết thì đời nay nó đẹp và đời sau lại càng đẹp nha quý vị biết có nhiều người phụ nữ nói thiệt á là mình nhìn mặt họ mình không cái tiêu chuẩn mà đẹp á, cái tiêu chuẩn mà đẹp thì không có xài được với họ. Ờ, nói phụ nữ xấu thì nó kỳ, nhưng mà nó họ ngộ lắm quý vị, ngộ lắm. tức là không đẹp nhưng mà dễ nhìn, không đẹp nhưng mà nhìn sao tự nhiên là nhìn nhìn lâu thì thấy nó cũng dễ thương, thêm một cái kiểu lạ nha, một cái kiểu lạ. nó có cái kiểu hấp dẫn lạ, cái kiểu dễ gần nó lạ, mặc dù không có đẹp như cái tiêu chuẩn mà mọi người vẫn đặt ra để do đâu do đâu ừ, do ít sân ít sân bớt cái tâm sân là tự nhiên mình đẹp từ nói xong cái này là đáng lẽ ra là quý vị phải sư đã giúp cho quý vị tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền thẩm mỹ đó sư đã giúp quý vị tiết kiệm được rất là nhiều cái thẩm mỹ qua cái câu này cái quan trọng là mình có chịu xài hay không ừ. cái thứ hai đức thế tôn nói người phụ nữ nào á, mà tích cực bố thí có tấm lòng hào sản sẵn sàng chia sẻ cho mọi người rất là hoan hỷ trong việc bố thí thì người phụ nữ đó sẽ cho cái quả giàu sang còn người phụ nữ phụ nữ nào á mà keo kiệt bỏng sẻn không có chịu chia ra một đồng nào hết thì người phụ nữ đó sẽ cho cái kết quả là nghèo nha tức là khi mình bố thí nha khi mình bố thí mình sẵn sàng mình có lòng hào sản thì mình gieo cái quả giàu sang giàu có ở đời sau kiếp khác còn mình keo kiệt thì mình sẽ gieo cái quả nghèo hèn mà sẵn đây ở trong tương ưng À, cái tương ưng chư thiên một hôm có vị thiên tử xuống bạch với đức thế tôn nói là bạch thế tôn những người những kẻ ngu thì họ không có dám cho ra họ không dám bố thí bởi vì họ nghĩ khi mình cho ra là mình sẽ mất mát tài sản tài sản mình sẽ bị thâm phục nhưng đó là những kẻ thiếu trí bởi vì sao và chính bởi cái sự keo kiệt của họ mà họ không có tài sản mà người trí là người biết bố thí tài sản và đức thế tôn xác nhận điều này rồi đức thế tôn lại nói nữa đó là khi mà người phụ nữ có cái sự cung kính có sự cung kính cung kính đối với những bậc trưởng thượng đặc biệt là khi mà kết hôn rồi đó là có sự tôn trọng đối với chồng có sự tôn trọng trân trọng cái người chồng của mình và có sự cung kính cha mẹ chồng ở nhà thì đương nhiên cung kính cha mẹ ruột còn khi kết hôn là cung kính cha mẹ chồng thì khi có sự cung kính như vậy họ sẽ gieo cái quả đời sau kiếp khác và sanh vào cái dòng dõi cao sang còn khi người phụ nữ mà họ chua ngoa, chua ngoa, họ không có sự cung kính đối với bậc trưởng thượng trong gia đình, đối với cha mẹ ruột, đối với những người lớn tuổi trong gia đình. Rồi khi kết hôn, họ không coi chồng ra gì, họ không coi cha mẹ chồng ra gì, họ là người phụ nữ chua ngoa. Thì họ sẽ gieo cái nhân là sanh vào gia đình rồi khi mà người phụ nữ tại sao mà có người phụ nữ khỏe mạnh lại có người phụ nữ là nhiều bệnh đó là do ờ, người phụ nữ nào mà không có làm hại chúng sanh khác không có mắng mỏ không làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ dù bằng lời nói bằng hành động hoặc thậm chí là bằng vũ khí thì nếu như mà người phụ nữ không làm những việc đó Tức là không làm cho chúng sanh khác đâu Thì họ sẽ được cái phước Là người phụ nữ khỏe mạnh ừ, Tôi biết là có nhiều người phụ nữ Họ khỏe ghê lắm Nếu như mà kêu um, Có khi là 7 giờ sáng 7 giờ sáng là cái giờ mà nhiều người thức dậy Hồi xưa đó bảy um, 7 giờ sáng 7-8 giờ sáng mà đứa nhỏ thức dậy đó là cái người phụ nữ tức là bà mẹ đã ở ở U quê đã quét sân xong rồi nè đã cho gà ăn xong rồi nè đã cho heo ăn xong rồi nè đã thăm ruộng xong rồi nè đã giặt đồ xong rồi nói chung đã làm hết ngay cả đồ ăn sáng cũng làm xong hết rồi mà những người phụ nữ có khi là dầm mưa giải gió khỏe vô cùng nuôi con nuôi chồng một tay nha một tay nuôi con nuôi chồng nhờ đâu. Nhờ cái phước là không làm chúng sanh khác đâu. Thì nhờ như vậy đó, người phụ nữ đó có được sức khỏe. Nhưng mà cũng có những người phụ nữ không có làm được cái gì hết. Ở chút xíu là mệt, ở chút xíu là bệnh, ở chút xíu là cần phải chăm sóc, nói chung là giống như là một cái cây mà ốm yếu vậy đó, nắng không ưa, mưa không chịu, Ghét gió kỵ mù sương thì do đâu do người phụ nữ này đó đã tạo cái nghiệp là làm hại chúng sanh khác có khi chỉ bằng lời nói thôi là mình nói làm sao đó cho chúng sanh khác bị đau khổ hoặc mình làm cái gì đó để cho người ta phải chịu đau khổ hoặc là mình đánh đập người ta Nha. thành ra bốn cái vấn đề này bốn cái cặp vấn đề này khi bạn quý xa kha hỏi là hỏi cho những người phụ nữ tính luôn cho tới bây giờ thật ra đó quý vị muốn đẹp đúng không ráng đừng có nóng giận nha muốn đẹp thì đừng có nóng giận muốn giàu đúng không thì ráng bố thí ráng cho ra đừng có bỏng xẻ rồi muốn cao sang đúng không muốn lập ông này bà nọ đúng không thì ráng cung kính còn muốn được khỏe mạnh, muốn có sức khỏe thì ráng đừng có làm khổ người ta. Nha, đừng có làm khổ người ta.